Bộ cái nhà này chưa đủ đàm tiếu hay sao? Cầm! Mà, mà nói một tiếng coi, bộ tôi nói cái gì sai hả? Bao nhiêu năm qua tôi ở trong cái nhà này, tôi nuôi má chồng, em chồng, rồi bây giờ còn định bắt tôi ẹn cái lưng đi ra nuôi cái đồ con hoang đó nữa hả? Giờ giờ mãi mãi thôi chứ. Sao anh có cái này? Hả? Vậy là anh nhận được của ai hả? Làm sao tôi biết được? Tôi chỉ thắc mắc là tại sao anh có cái kẹp của con gái? Tôi tìm thấy ở cái nhà quan ngay chỗ chân núi á. Tôi nghĩ tối hôm qua cô Loan ở đó. Đồ con gái có thể anh không nhận ra, mà biết đâu anh nhận ra cái này. Tôi cũng tìm thấy ở nhà quan đó đó. Tôi đâu phải là thánh, nhìn vật này là biết của ai. Tôi nghĩ là cô Loan bị bắt cóc hay là ai đó đưa cổ đi rồi. Mà có thể cái người mà đưa cổ đi là chủ của cái học quán này nè. Tôi định nhờ chú một chuyện. Dạ, gì cứ nói đi. Giúp được gì đừng giúp liền à. Tôi tin nhờ chú cứu mang mẹ con Loan giùm tôi. Tội nghiệp nó lắm chú ơi. Hồi nhỏ nó đã bị khờ khạo nên dễ bị người ta lừa gạt. Nó không biết tự bảo vệ bản thân mình, giờ lại bụng mang dạ chữa nữa. Nếu có người thật lòng tốt bụng như chú Mô đây, ở bên nó chăm sóc cho nó thì tôi mới yên tâm.